À, hôm nay mình làm clip này để giới thiệu cho các bạn có bộ led đèn nội thất cho xe 13 điểm, 13 điểm đèn này các bạn. À, bên mình là Rich Atuka, chuyên thực hiện độ đèn led nội thất của xe và chuyên tất cả các loại âm thanh của xe, từ loa cánh, loa chép tới là loa súp cho xe. À, đảm bảo uy tín, chất lượng và giá thành thì rất là rẻ, phù hợp cho tất cả các dòng xe từ bình dân cho tới cao cấp. Riêng bộ đèn này thì nó có 13 điểm được điều khiển qua hộp chia điều khiển trung tâm, có chức năng là kết nối Bluetooth. Thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể cách thực hiện luôn, để cho các bạn nào có thể có được đôi chút kỹ thuật thì các bạn có thể thực hiện, tự thực hiện được. Đầu tiên thì các bạn phải đi dây đi tín hiệu đi đầu đèn từ cái cửa sau trước nha các bạn, không đi từ cửa trước trước, mình đi vào cái cột B nè, từ cánh cửa mình tháo tabi ra, đi vào cột B, đi vào cột B xong rồi bạn luồn cái đường dây tín hiệu đèn đó đi xuống phía dưới cái bệ bước chân á, đi dọc ra cánh cửa trước để bạn vào trong cái hộp chứa đồ của cái ghế phụ đó. Tất cả các dây tín hiệu sẽ tập trung vào đây hết, vì cái hộp điều khiển trung tâm mình sẽ để ở đây cho nó thuận tiện lấy nguồn cũng như là cung cấp tất cả các tín hiệu cho các cánh cửa. Ở sau khi mà đi cửa cánh phía sau xong thì bạn đi cửa cánh phía trước. Đây các bạn, bộ loa này là mình bên đơn vị mình làm ha các bạn ha. Sony 162AS, loa chép bổ sung. Những bộ loa này thì các bạn đánh trên xe thì quá tuyệt vời. Chi phí bên mình rất là thấp nha các bạn ha. Cửa trước thì các bạn cũng đi vào lò xo, rồi đi vào cái hộp chứa đồ phụ này để đến cái hộp điều khiển trung tâm. Cửa bên trái và cửa bên phải đằng sau của bên tài cũng vậy các bạn ha. Các bạn thấy bộ loa này hấp dẫn không? Bên cửa bên tài thì bạn cũng đi cũng vậy thôi. Một số bạn có nói là bộ đèn này sao mình lắp như cái số tiền cả công và tiền lắp thì khoảng độ 1,7 triệu, các bạn thấy cũng cao. Thực tế rồi các bạn, thì đèn led này thì rất là nhiều loại, từ 100, 200 ngàn, 300 ngàn một bộ cũng có, nhưng mà cái bộ mà nó ra được ánh sáng đẹp, có nhiều tính năng, cũng như là các bạn thấy được một cái bó dây điều khiển như thế này nè, để thi công nó thì thực sự các bạn cũng phải có đôi chút kỹ thuật thì các bạn mới làm được. Sau khi xong hoàn thiện xong thì tất cả dây bạn bó vào trong cái hộp trung tâm này luôn, nó rất là gọn gàng, còn chừa một đầu dây để chúng ta đi vào cái dãy đèn led trên cái tắp lô. Những cái này thì các bạn phải tháo ốp nội thất rất là nhiều, bạn tháo và bạn phải giấu tất cả mọi dây trong đó cho nó gọn gàng, an toàn, đảm bảo kỹ thuật điện. Đây là cái ứng dụng về kết nối điều khiển qua điện thoại đối với cái bộ đèn này nè các bạn. Bạn kết nối bằng Bluetooth, có nhiều tính năng trong đây để bạn sử dụng, nó nháy theo nhạc luôn các bạn ha, rất là nhiều màu đèn để cho các bạn lựa chọn, nó có một số chế độ set sẵn, nó có cả ghi âm môi trường để nó nháy theo nhạc, thay nháy tín hiệu đèn theo cái tiếng âm thanh của môi trường. Với bộ đèn này thì thực sự ra là mình mua trên Lazada, Shopee là khoảng gần 1,2 triệu rồi các bạn. Thì với tất cả các nội dung mà thi công bên mình thì mình chỉ là tính công là chủ yếu, do mình không có tổ mở ra, mình chỉ làm gia đình, cho nên là chi phí thi công và chi phí hoàn thiện nó rất là tốt. Đây là bộ đèn đã hoàn thiện lên xe các bạn ha, 13 điểm đèn, trong đó là dây led thì nó đi 4 cánh cửa là 4 điểm đèn, một dây led ở trên tắp lô là 5, 4 cái đèn gầm 4 ghế là 9, cộng với 4 cái mắt đèn của 4 cái chỗ lẫy mở cửa xe đó là tổng cộng là 13 điểm đèn. Sau khi hoàn thiện thì tất cả dây nhợ thì các bạn hoàn toàn không thấy dây nhợ gì cả, nó như zin thôi. Ánh sáng của loại đèn này là đèn version 1 nha các bạn. Nó không có được đẹp và nó không được nhiều tính năng bằng các loại version 2, version 3. Nhưng mà chi phí của nó thì rẻ hơn rất là nhiều.
Một số đơn vị thì cũng có báo giá, tôi có tham khảo thì nó nằm khoảng độ tầm 3 triệu, 4 triệu. Version 1 thì có khoảng độ tầm 2 triệu tư tới 2 triệu rưỡi thì mới làm được. Nói chung bên mình thì làm những dòng xe phổ thông thôi, cho nên là chi phí rất là thấp. Với anh em nào chơi chưa có điều kiện kinh tế, mình muốn có một cái bộ đèn nội thất cũng như là loa đồ này nọ, mình chấp nhận mình nghe với chất lượng tốt nhưng mà với giá thành hợp lý, thì các bạn cứ liên hệ mình. Các bạn thấy sau khi hoàn thiện thì đèn gầm, dây led ở trên cửa và các cái điểm led ở tay nắm, các bạn thấy nó rất là sáng, rất là đẹp. Nó đặc biệt đẹp vào trong buổi chiều tối. Còn đối với đèn version 1 này thì nó sẽ hạn chế một chuyện là lúc mà trời nắng rồi buổi sáng thì gần như là nó sẽ ánh sáng nó sẽ không có sáng bằng những cái đèn version 2, version 3 sau này. Nhưng mà với cái số tiền mình bỏ ra khoảng độ tầm 1,7 triệu hoàn thiện luôn như thế này thì mình thấy nó phù hợp. Nó phù hợp để chúng ta, tất cả chúng ta có thể tiếp cận nó được. Bên mình thì chuyên loa, các bạn ha, loa súp gầm, rồi loa cánh, loa chép. Thì thực sự đã để phối một cái bộ âm thanh trên xe để nghe cho có chất lượng thật là tốt đó, thì các bạn phải phối đúng kỹ thuật. Thứ hai nữa là các bạn phải lựa chọn một số loại loa nó cũng tốt, bạn lấy nguồn gốc loa phải đảm bảo. Cái thứ ba nữa là cái kỹ thuật bạn thực hiện để bạn lắp đặt. Đối với âm thanh thì nó tất cả đều là cái tín hiệu, cho nên cái việc bạn thực hiện tín hiệu là nó phải đảm bảo thì nó mới là chất âm tốt.